thầy tử vi tiết lộ dấu hiệu động trời, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, được thần Phật che chở, quý mệnh vì thế biết được ắt đổi đời giàu có, cuối năm ăn Tết đại to. Minh Đường tử vi kính chào quý cô bác anh chị, chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, may mắn, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, mỗi chúng ta khi sống trong cuộc đời này, không có ngày nào là không khỏi lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Và cả cuộc sống, sự nỗ lực cố gắng âu cũng chỉ xoay quanh một chữ tiền mà thôi. Tiền để mưu sinh, tiền để mưu cầu công danh, sự nghiệp và tiền để mưu cầu hạnh phúc, con người vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi. Con người vì tiền mà tranh đấu, thậm chí chém giết lẫn nhau cũng chỉ vì một chữ tiền đó. Đúng là đồng tiền đổi trắng thay đen, nhưng nếu không có tiền ta lại sống chẳng yên ổn trong cõi phàm trần này, cuộc sống này vất vả quá phải không? Đã bao lâu anh chị thèm một giấc ngủ thật ngon, đã bao lâu anh chị không cần phải suy nghĩ, đã bao lâu rồi anh chị không còn có thể thả hồn vô tư, đã bao lâu rồi anh chị không còn có thể dễ dàng với bản thân, cho mình những thú vui thật nhẹ nhàng, chắc đã lâu lắm rồi nhỉ? Nhưng lớn rồi mà bao thứ phải lo toan, bao điều phải lưu ý, anh chị vào đời với chí lớn và mộng mơ, tin rằng chỉ cần ta cố ta sẽ làm được rồi. Anh chị nghĩ, anh chị yêu đầy chân phương, quan tâm chẳng toan tính, hay lắm khi anh chị chẳng làm gì cũng bị hiểu nhầm, hàm oan thị phi và điều tiếng. Và trong lá số tử vi này, kênh Minh Đường tử vi rất hoan hỉ được chia sẻ với quý anh chị, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, về dấu hiệu được thần Phật che chở. Nếu anh chị có may mắn sở hữu một trong những dấu hiệu này, chắc chắn anh chị sẽ tránh họa đắc lộc, đổi đời cực giàu. Vậy hãy cùng Minh Đường tử vi theo dõi hết video nhé. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, bắt đầu từ thời điểm này cho đến xuyên suốt năm 2024, một cuộc hành trình mới sẽ mở ra cho Ất Mão, một cuộc hành trình nhiều nắng, ít gió, nhiều hoa và vô vàn xung quanh là những cảnh đẹp. Đứng trước sự thay đổi của vận số, một số Ất Mão với sự nhạy cảm cùng giác quan thứ 6 tốt của bản thân đã lờ mờ và cảm nhận được đôi điều gì đó. Từ 2023 này, một số ít thì vô tri hơn vẫn còn hơi sao nhãng, hơi chảnh mãn, thì mệnh số sẽ dần ép bản thân phải vất vả gian truân để sẵn sàng đi vào quỹ đạo. Còn đa phần Ất Mão đều đã có được sự sẵn sàng để bước vô cái giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sự quan trọng của đoạn này tương ứng với cái thời 2016. Trong tiền vận của Ất Mão, tuy không thể quy chụp toàn bộ cuộc đời Ất Mão, sẽ phụ thuộc vào năm 2024, nhưng có thể nói thành tựu sau này thắng hay bại, được mất hay họ đi được bao xa, đứng được nơi nào cao, chủ yếu đều có liên đới đến tất cả những quyết định trong năm 2024. Vậy, tận dụng tốt thì mèo ta sẽ như được về rừng xanh, nơi đầy áp cây xanh rộn ràng, tiếng chim hót. Tận dụng không tốt hoặc lại lỡ dở thời cơ, mèo ta sẽ vẫn cứ là đại khê thủy chinh chiến, rèn luyện sắc bén, vất vả đấu đời để xây dựng những gì mà mình mong mỏi, là một giai đoạn quan trọng. Nên nếu có thể, bạn hãy cứ ngồi lại một lúc, ngẫm lại về cuộc đời, tính toán xem mình muốn ở đâu, mình cần làm gì để đạt được, điểm mạnh là gì, khuyết điểm là gì, tự vấn thành công thì thân tâm chuẩn bị hết mình mà thực hiện. Có một câu nói thế này, khi tôi thấy mình thông minh, tôi mong muốn thay đổi thế giới bên ngoài, giờ tôi truy cầu sự thông thái, tôi mong mỏi thay đổi cái nội hàm ở bên trong. Đơn giản mà nói, hiện tại bản thân mình là thứ duy nhất mà Ất Mão cần quan tâm, cho nên chú trọng nội hàm bên trong, tức nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, nhưng nói ít đi, thể hiện ít đi, thông tin đón nhận, không cần quan tâm quá nhiều hay để bụng quá lắm, tập trung vào câu chuyện của bản thân, chú trọng vào lựa chọn của chính mình. Tuy là bạn là một quý mệnh hóng hớt, nhưng bạn cũng nên nhận thức sự tốn thời gian của nó, hoặc vì vậy sẽ kêu gọi những thị phi rắc rối không cần thiết trong cuộc đời mình, cho nên không cần hóng thêm làm gì cả. Lại nhắc về cái đoạn 2016, lúc đó mọi lựa chọn của Ất Mão đều tương tự như những hạt giống quyết định thành bại hay con đường họ đi trong suốt cái tiền vận của chính mình. Một vài người ổn định nghề nghiệp từ đây, một vài người ổn định gia đình từ đây, một vài người ổn định hướng đời từ đây. Và dù là cái gì, vị trí của Ất Mão ở 2023 này đều gắn liền với sự lựa chọn của thời điểm 2016 đến 2024 này, cũng tương tự như vậy. Mọi điều Ất Mão quyết, mọi sự Ất Mão làm, mọi hướng mà Ất Mão lựa chọn sẽ gắn bó bền chặt, quyết định cuộc đời của Ất Mão dài 20 năm sắp tới. Vậy nên nói không hoa khi gọi đây là giai đoạn vàng của mèo ta, chính vì thế bạn đừng để lỡ, kẻo lại sống một đời không cam tâm, đầy uất hận, với Ất Mão cũng vậy. Trước khi được phép dựng thành sự nghiệp lớn trong cái đoạn 2024 này, họ phải bị ép cho giỏi lên, bị dập cho học được cái tính kiên tâm.
bị Vân xoay cho ra được cái sự kỷ luật, rồi sau đó mới có cơ sở để Thân tự lập thân, tận dụng vận may và bay cùng thời thế, cho nên bạn được trách sao? Từ 2022 trở đi, đường đời ngày một vất vả, ngày một nhiều gian truân ngày một lắm, đấy là sự chuẩn bị của tạo hóa này lớn mau. Bắt đầu từ thời gian này trở đi, Ất Mão sẽ được chuyển vận dần dần, rồi đuổi kịp cho một mùa Tết ấm êm, có chút vui tươi mà đón 2024 lại gần. Chỉ mong Ất Mão hãy nhớ là bạn không phải quý mệnh có thể dựa vào vận may, bạn là người chỉ có thể dựa vào việc mình hay quen tay và thật sự giỏi. Nên khi bạn thua, giản đơn là do bạn kém, mong bạn tự vấn và học hỏi thêm nhiều, có thể giờ bạn đang giàu, cũng có thể giờ bạn đang nghèo, có thể giờ bạn đang nợ, có thể giờ bạn đang cô độc, cũng có thể giờ bạn đang hạnh phúc cạnh người thương, tất cả dù là đáy nhân sinh hay đỉnh cuộc đời cũng chỉ là cái tạm nhất thời của tiền vận. Trung vận đang tới, đang gõ cửa dần, bạn còn muốn đỉnh thiên lập địa, còn muốn mở mang bờ cõi, còn muốn xây dựng tự thành, thì giờ là lúc bạn cần thật sự tập trung lại một lần, dám nghĩ, dám làm, dám yêu, dám ghét, dám mạo hiểm, dám ngẩng đầu, không hèn kém theo đuổi điều mà bạn muốn. Mong cái gì đỉnh giữ lấy mà phát huy nhé, còn cái gì đấy quy nó về tàn dư quá khứ rồi sẽ được giải quyết toàn bộ, mong bạn dám chiến mạnh mẽ. Kiên cường là quý mệnh tự xây, tự ăn, tự lo, tự lập, đừng trách tại sao mình vất hay thấy tại sao mình khổ, bạn muốn một cuộc nhân sinh rực rỡ và muốn trải nghiệm đủ vị của cõi nhân gian, nên đấy cũng là lý do bạn phải vất vả ngược xuôi, lo toan cùng cực. Nhưng có thế cuộc đời bạn mới sôi động, mới thú vị, mới ý nghĩa, mới nhiều màu. Và lời cuối là một lời đã từng viết, chỉ xin được nhắc lại với 1975 rằng: đừng hèn đi một tẹo, đừng nhục chí đi một chút, đừng lạc lối bản tâm, đừng đánh mất cái ngông của tuổi trẻ, đừng quên những phút ngẩng đầu cười vọng trời xanh. Những giai đoạn điên chạy theo những điều mà mình mong mỏi, đừng quên những khoảnh khắc ngược nóng bừng, uổng những tích tắc ngược mưa, đừng quên những khi dám ngược chiều, dư luận ngược phán xét, phải trái ngược nhận định đúng sai của người đời, đừng quên mình là ai, đừng quên cái chất của mình như thế nào. Đừng quên cái ngày Ất Mão bước vào đời với cái suy nghĩ, câu chuyện cuộc đời của mình sẽ khác, mình sẽ tạo nên sự khác biệt với ý chí của chính bản thân. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, nếu cứ mãi là thuận cảnh chẳng phải sẽ nhàm chán quá hay sao? Thời thế tạo anh hùng, mà nghịch cảnh thì lại rèn tài trí. Nay tài đã có trí đã nhiều tuệ, đã hiện thời thế, sẽ lại về cho Ất Mão lớn mạnh và đi xa. Còn 60 ngày đến 2024 Giáp Thìn, xin bạn hãy chú trọng lưu tâm nhé. Và trước tiên ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan và tính cách của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Bạn rất hiền lành dịu dàng, là một trong những phẩm chất đáng quý của tuổi Mão. Họ có chỉ số IQ cao, cho nên hoàn toàn có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của bản thân trong mọi tình huống. Cho nên họ luôn giữ được thái độ điềm đạm, hiếm khi cấu gắt, nổi nóng với bất cứ ai. Tuổi Mão luôn sống theo tôn chỉ dĩ hòa vi quý, nên họ sẽ không muốn gây hiềm khích, thù hận với mọi người. Đối với họ, tình cảm là thứ quý giá hơn tiền bạc và danh lợi, do đó họ không thích tranh giành, mà luôn nhường nhịn người khác để tránh né mâu thuẫn. Một cuộc sống an bình êm ả chính là lý tưởng mà họ luôn hướng đến. Tuổi Mão cũng được đánh giá cao bởi tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ nhiệt tình ra tay tương trợ người khác mà không hề toan tính, hoặc mong được đền đáp. Đối với người xa lạ, họ cũng luôn tỏ ra hiếu khách và thân thiện. Phẩm chất chân quý này giúp tuổi Mão nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Tuổi Mão dễ gây được ấn tượng với người khác nhờ tính cách vui tươi, hoạt bát. Họ luôn tỏ ra tích cực nhiệt tình trong các hoạt động tập thể. Khiếu hài hước của họ mang đến tiếng cười sảng khoái và bầu không khí thoải mái cho người xung quanh. Với sự nhanh nhẹn và khả năng đối đáp tài tình, họ có thể xoay chuyển tình thế trong chớp mắt. Trong mắt người khác, tuổi Mão xứng đáng là những bậc thầy giao tiếp. Họ không chỉ có khả năng ăn nói lưu loát, trôi chảy, mà còn thể hiện phong thái lịch thiệp, tự tin với con mắt tin tưởng. Và giác quan thứ 6 họ rất nhạy bén, tuổi Mão có thể nắm bắt tâm lý của người đối diện chỉ trong chớp mắt. Điều này giúp họ dễ dàng đưa ra những lời thuyết phục chân thành, đánh trúng vào nhu cầu của người khác. Là người quảng giao, họ có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Đôi khi họ đối xử với người ngoài tốt hơn với người thân trong nhà. Nhiều khả năng sáng tạo phong phú và sự hiểu biết sâu rộng, tuổi Mão rất yêu cái đẹp và có khiếu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Nét tính cách này được thể hiện qua phong cách ăn mặc cũng như không gian sống của họ. Tuổi này không tiếc tiền bạc và tâm trí để tạo cho bản thân vẻ ngoài đẹp đẽ nhất. Những bộ trang phục họ mặc lên người luôn tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng. Ngôi nhà của tuổi Mão nhất định phải được thiết kế và trang trí cầu kỳ, thanh nhã. Dù luôn tỏ ra cởi mở, nhưng thật ra tuổi Mão có đời sống nội tâm phong phú với nhiều suy nghĩ sâu sắc, cho nên họ nhạy cảm và dễ xúc động hơn so với vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó,
tuổi này có lòng tự trọng và cái tôi rất lớn nên họ sẽ trở nên gay gắt khi bị người khác xúc phạm danh dự. Tuy nhiên họ cũng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác bởi vì họ có tấm lòng bao dung mỗi khi mệt mỏi. Họ thích được thư giãn trong môi trường yên tĩnh, tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt vì tâm lý an phận thủ thường, tránh né việc đối chọi với người khác. Tuổi Mão dễ trở nên nhu nhược, dễ thỏa hiệp. Điều này khiến họ phải chịu thiệt thòi trong nhiều tình huống và thậm chí là đánh mất nhiều cơ hội quý giá trong cuộc sống. Thêm vào đó, tuổi này ưa lối sống hưởng thụ, thích trưng diện hào nhoáng. Những tính cách này sẽ biến họ trở thành người lười biếng, ăn chơi hoang phí để tránh bị sa đà vào cuộc sống xa hoa. Họ cần phải kiềm chế những nhu cầu phù phiếm của bản thân và rèn luyện tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn. Thiếu kiên trì và nghị lực yếu kém là những khuyết điểm lớn nhất của tuổi Mão. Dù họ có rất nhiều dự định, nhưng họ lại dễ nản lòng thoái chí mỗi khi vấp phải thất bại. Họ có thể hoàn thành tốt những công việc liên quan tới sở trường của họ. Thế nhưng, khi có chuyện không như ý xảy ra, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Tuổi này cần có người ở bên để động viên và tiếp thêm sức mạnh khi họ cảm thấy thất vọng. Đôi khi tuổi Mão quá chủ quan, dễ đặt lòng tin vào người khác mà không hề cảnh giác, cho nên lòng tốt của họ dễ bị những kẻ xấu lợi dụng. Nếu không đề cao tính cảnh giác, họ sẽ bị đẩy vào những tình huống khó khăn, nguy hiểm. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp tuổi Mão thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, tuổi này có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, luật sư nổi tiếng. Nói chung họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề, đòi hỏi sự quảng giao và óc tư duy sâu sắc. Nếu trở thành doanh nhân, thì tuổi Mão sẽ chọn lối làm ăn bình ổn trong sạch. Họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Mão luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái. Chính vì thế họ sẽ giúp đỡ người bạn hàng trong lúc gian khó. Với sự hiểu biết sâu rộng và con mắt tinh tường, tuổi Mão rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội. Điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ. Tuổi Mão có khả năng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này hoàn toàn có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Tuổi Mão có khả năng kiếm được khá nhiều tiền là đó, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng. Vậy cho nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ. Họ không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt về tài chính. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của tuổi Mão. Khi họ đối mặt với khó khăn thì họ dễ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, tuổi Mão thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi tuổi Mão chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá. Trong sự nghiệp, tuổi Ất Mão có thái độ sống ôn hòa, điềm đạm, ít khi mâu thuẫn với người khác. Bên cạnh đó họ được mọi người quý mến bởi sự trung thực hiếm thấy. Tuổi này không bao giờ có ý định dùng thủ đoạn hành kém để tranh đoạt lợi ích. Đa số tuổi Ất Mão họ có tinh thần hiếu học, có niềm đam mê sâu sắc với kiến thức. Họ là người có tầm hiểu biết sâu rộng, khiến người khác phải nể phục. Tuổi này sống nội tâm, thích hoài niệm quá khứ. Họ không thường xuyên chia sẻ tâm tư của mình với bạn bè và người thân. Họ dễ mũi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người khác, cho nên sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ mà không hề toan tính. Tuổi Ất Mão mệnh thủy thì ý chí có phần ủy mị, yếu ớt. Họ dễ hài lòng với những thứ mình đang có, nên không có ý chí vươn lên để đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Để gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc, họ cần phải biết tự tạo động lực phấn đấu cho bản thân. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết về các phương diện của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 như sau. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp. Căn cứ vận trình tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, nhờ có nguyệt lệnh lâm quang trợ giúp mà con đường sự nghiệp của tuổi Ất Mão bằng phẳng, hanh thông hơn rất nhiều. Chính vì thế bạn nên tranh thủ lúc này để tập trung vào công việc, từ đó gặt hái những thành tích cao nhé. Còn với người làm công ăn lương thì bạn luôn chăm chỉ, tích cực làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều chỉ muốn nghỉ ngơi. Thoái thác trách nhiệm, càng nhiệt tình làm việc,
bạn càng được lòng cấp trên và học được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của bản thân nên đưa tập thể ngày một phát triển đi lên. Tất nhiên là quá trình đó sẽ không tránh khỏi va vấp, song mọi người luôn biết động viên nhau cùng tiến bộ, kết quả là cùng gặt hái được thành công. Tuy nhiên, theo tử vi tuổi Ất Mão âm lịch chỉ rõ rằng, cho dù công việc đang tiến triển thuận lợi đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp xếp công việc cho hợp lý. Bạn không nên nhận nhiều công việc đến mức vượt quá sức của mình. Để thành công, bạn cần phải có cả một quá trình, nóng vội chưa chắc đã đem lại hiệu quả như mong muốn. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão nhìn chung cũng khá sáng sủa. Trong thời gian này, bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì công sức càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Với người làm công ăn lương, bạn được nhận tiền lương, tiền thưởng vì những thành tích cao đóng góp cho tập thể. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương, đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng và tin tưởng vào tương lai của mình. Với người làm kinh tế, bạn khá xông xáo, nhiệt tình, cho nên sẵn sàng thử sức mình trong những hạng mục khác nhau, từ đó thu về khoản lợi nhuận túc tắc. Ngoài ra, với cách đánh giá vấn đề đúng đắn, bạn cũng lường trước được những nguy cơ để tránh xa ngay lập tức. Tất nhiên là để kiếm được tiền về đầy túi, bạn cũng sẽ phải khá vất vả, bôn ba nếu có việc cần phải đi công tác xa. Hãy luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tránh trục trặc giữa đường. Ngoài ra, cần cẩn thận khi tham gia giao thông, nếu không dễ để xảy ra sự cố phải mất tiền khắc phục. Xét về phương diện tình duyên, vận trình tình cảm của tuổi Ất Mão trong thời điểm này rất là đáng mong đợi. Đời sống lãng mạn của bạn hứa hẹn sẽ đơm hoa kết trái. Vào lúc bạn chẳng thể ngờ tới, những ai đang độc thân có thể trông đợi vào một tình yêu mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đừng trông đợi quá nhiều, vì ban đầu hai người vẫn có những điểm không hiểu và chưa thực sự kết nối cho đến khi hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn. Thời điểm này, sự quyến rũ chết người của bạn lên đến đỉnh điểm. Nếu đang để mắt tới ai đó, hãy tranh thủ đốt cháy giai đoạn. Ngay lúc này, các cặp đôi mặt khác như trở về những cảm giác của thời mới yêu, hai người có thêm cơ hội để có thể gần gũi với người thương của mình hơn qua những chủ đề trò chuyện sâu sắc. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Ất Mão không gặp phải vấn đề gì lớn. Trong thời điểm này, bạn có tinh thần hăng hái tích cực nên lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nếu phải gánh quá nhiều công việc một lúc, bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi đấy. Chính vì thế, bạn hãy luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, nhận việc thì cũng nên lượng sức mình, nếu thấy quá sức thì nên chủ động nhờ người giúp đỡ. Với những ai thường xuyên phải di chuyển thì thời gian này cũng cần chú ý an toàn giao thông. Thái tuế xuất hiện, đây là dấu hiệu bạn có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Quý cô bác anh chị thân mến, nếu một người có đủ 3 điềm báo được Bồ Tát che chở sau thì chứng tỏ người đó rất có duyên với thần Phật, cuộc đời gặp nhiều thiện duyên. Dù có gặp tình huống bất lợi, nguy hiểm cũng mau chóng được hóa giải bình an và hạnh phúc. Trước tiên, chúng ta hãy nghe một câu chuyện thời xưa. Có một Phật tử khi ra khơi chẳng may bị rơi xuống biển, ông không lo mình sẽ gặp nguy hiểm vì ông tin rằng Bồ Tát nhất định sẽ hiển linh và đến cứu giúp mình. Chính vì thế, ông ta bắt đầu cầu nguyện. Được một lúc, trước mặt có một khúc gỗ dài trôi bồng bềnh qua. Vốn dĩ người này có thể trèo lên, nhưng ông ta lại chọn cách chờ đợi. Thêm một lát sau, có người chèo thuyền đi ngang qua muốn cứu ông lên. Người đàn ông này vẫn từ chối, khăng khăng muốn chờ đợi sự giúp đỡ từ Bồ Tát. Cứ thế chờ đợi sau một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, ông ta không còn sức lực nữa. Cuối cùng thì chỉ còn cách chôn thân trong biển trước khi chìm nghiễm. Dường như người này đã thực sự nhìn thấy một bóng người trông rất giống một vị Bồ Tát, nên ông ta phàn nàn, tại sao ngài không đến cứu tôi sớm hơn? Bóng người kia đáp, tôi đã ở đó 2 lần để cứu anh, nhưng nếu anh từ chối, tôi không thể làm gì được. Câu chuyện này nói lên một vấn đề, vì thật mỗi chúng sinh xung quanh bạn đều có thể là Bồ Tát này. Không phải lúc nào cũng có hình hài giống như trong bức chân dung hình ảnh mà mọi người vẫn hay thấy. Hình ảnh của ngài thay đổi theo sự thay đổi của chúng sinh. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nhìn thấy chân thân của Bồ Tát, nhưng thật ra ngài vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chẳng qua là thường ngày vẫn bị bạn phớt lờ mà thôi. Rất nhiều người khi gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc đời, luôn thích đến chùa thắp hương cầu khấn, mong mọi thứ sẽ có chuyển biến tốt, tai qua nạn khỏi, ai ai cũng muốn bản thân và người quen được thần Phật che chở, bảo vệ. Như lời khẩn cầu đó có hiệu nghiệm và thành sự thật hay không thì không ít ai biết, mọi người đều đánh giá theo trực giác của bản thân mà thôi. Thực ra, sau khi bạn thắp hương cầu Phật, rất dễ phán đoán bạn có được chư thần Phật Bồ Tát chứng nghiệm lời cầu và che chở cho hay không. Chỉ cần trên người bạn xuất hiện 3 dấu hiệu này, tức là Bồ Tát đang phù hộ độ trì cho bạn. Vâng, chương trình đến đây là hết.
Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.